Ở phần này chúng ta sẽ chuẩn bị một project để sử dụng cho phần textstyle và code coverage. Ở trên Eclipse hiện tại của mình thì có một project là sample, đây thì mình đã tạo sẵn. Thì các bạn có thể thấy rằng chúng ta có một cái model class là đây là student. Student này có ba thuộc tính là name, address và score, thì nó có setter, getter và có hai hàm khởi tạo là hàm khởi tạo có tham số, hàm khởi tạo không tham số. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái hàm gọi là hàm student management để minh họa cái việc chúng ta sử dụng cái class student này. Thì trong này mình chỉ có duy nhất một cái phương thức là check xem is pass hay không. Thì nếu giả sử nhất score nó mà lớn hơn bằng 5 chẳng hạn thì nó sẽ là pass, còn nếu nhỏ 5 thì nó là fail, tức là bị fail. Tiếp theo là chúng ta có phần test. Ở đây thì chúng ta có một cái class gọi là student management test. Thì ở đây mình sử dụng unit để minh họa cho phần testing của chúng ta. Thì ở đây là mình sẽ có hai cái test case, một cái là test pass và một cái là test fail. Thì mình tạo ra một cái student management như thế này, và mình sẽ có hai trường hợp là hai student với score là 6 và score là 4. Đây thì chúng ta sẽ assert là true hay false ở đây. Thì như vậy là chúng ta đã có cái phần code của test code này. Thì bây giờ giả sử như các bạn ấn chuột phải vào đây và các bạn chọn run as chẳng hạn, thì lúc này có một unit test ở đây và các bạn chạy, thì lúc này cả hai cái cây chúng ta đều xanh. Hoặc là các bạn có thể chọn chuột phải vào đây và các bạn run as như này và các bạn chọn unit test thế này cũng được, thì nó cũng sẽ chạy như vậy. Thì nó sẽ chạy những cái test case của chúng ta ở đây. Thì ở đấy là cái project rất đơn giản mà mình làm mẫu để sử dụng cho phần check style và code coverage.